Hello, Tấm Cúc xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Em kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Đến với cái mẫu chuyện hôm nay, Cúc muốn gửi cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện này hết sức là thú vị và hài hước. Thì Cúc mong được sự đón nhận của quý vị. Mọi người có yêu thương Tấm Cúc nhớ like, cổ vũ và đăng ký ủng hộ kênh cho Tấm Cúc nha. Để em có động lực kể nhiều mẫu chuyện hơn cho quý vị nghe. Cũng như những mẫu chuyện bà con cô bác gửi cho Tấm Cúc, Tấm Cúc từ từ sẽ kể lên hết cho bà con của mình nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Thì hôm nay cái mẫu chuyện Cúc kể cho quý vị nghe có tựa đề là giống như là cái anh chàng khờ này mà ảnh động phòng mà ảnh không biết, nhưng mà thì để cái tựa em để sao đi nghe, nhưng mà nói chung là cái nói về cái anh chàng khờ này khi mà cưới vợ. Thì Cúc cũng đã kể nhiều lần cái vụ mà anh chàng khờ là động phòng, anh chàng khờ này kia đủ thứ. Thì hôm nay cũng là cái chuyện về một cái anh chàng khờ này nữa, nhưng mà anh chàng khờ này anh chịu chơi quý vị ơi, khác hơn những cái anh chàng khờ kia. Mấy anh chàng khờ kia là khờ khờ thiệt, khờ không chịu chơi, còn anh chàng này khờ mà khờ chịu chơi đó, nó khác ở chỗ này. Thì em xin kể cho quý vị nghe câu chuyện này ha. Có hai gia đình, có cái gia đình của hai vợ chồng của anh chị này là khá là giàu, tao nói là giàu nhất trong cái làng này luôn. Mà có cái thằng con trai, cái cậu con trai này nè, kiểu như là được cưng chiều từ nhỏ rồi bắt đầu, mà cái tánh thì nó khờ dữ lắm, khờ khạo các bạn, kiểu như là nó bị cái gì á mà nó ai dụ cái gì cũng nghe, ai dụ cái gì cũng được hết trơn, nó khờ vậy đó. Mà khoái ăn chơi dữ lắm nha, tối ngày đòi ăn chơi cái này rồi mua cái kia mua cái nọ, rồi bắt đầu đi lên xóm trên chơi, đi qua xóm này chơi, muốn đi đâu là đi. Ta nói ngang cha mẹ thì có thằng con trai nó khờ thiệt, nhưng có ngên nó giống như quý tử vậy đó, cưng nó rồi nó đi tùm lum sẽ nó đi lạc, tại vì nó khờ nữa cho nên phải chừng ông bà chừng suốt ngày vậy đó. Bắt đầu tới ngày nó lớn rồi, cái ổng cái bả mới nói trời trời, bây giờ con mình nó lớn rồi mà nó cứ đi lông nhông ngoài đường hoài lo. Hai chồng bàn tới bàn lui quyết định, nó bây giờ không, nói mình cưới vợ cho nó đi, bây giờ nếu mà nó mê chơi gì thì thôi mình cưới vợ cho nó, có vợ ở nhà là bắt đầu chắc con vợ cầm chân nó được, cầm chân nó ở nhà được đó, rồi biết đâu nó cưới vợ rồi bắt đầu nó trưởng thành lên là nó sẽ lo làm ăn, chí thú làm ăn, không có còn mê đi cày gọc gọc ngoài đường mê chơi nữa. Hai bà tính vậy. Bắt đầu một bữa lên ăn cơm cái mới nói là con ơi, bây giờ con lớn rồi, bây giờ bà nói con nghe nha, bây giờ là bà cưới vợ cho con nha. Ha, cưới vợ về im lắm con, cưới vợ về im lắm, cưới vợ về đi, con thấy cuộc đời con nó sung sướng thì con cưới vợ đi. Thằng nhỏ nói cưới vợ à? Thôi không có cưới đâu. Con nói cưới đi con, con lớn rồi, con tới tuổi cưới rồi, ba biết về 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 mấy sớm kia cậu con gái đẹp dữ lắm kìa, nếu mà con chịu đi rồi ba nhờ người làm mai cho con vợ nha. Con đẹp trai nè, cái gì cũng được hết trơn, con cưới vợ cưới là cuộc số 1 luôn đó. Nó nói không, con không cưới vợ. Cái mới sao vậy con, cưới vợ đi con. Bả ổng năn nỉ hết biết hết đấy. Không, bây giờ mà nếu cưới vợ cho con là cưới một lượt bốn con vợ con mới chịu, cưới lượt bốn con vợ đi con chịu. Cái, tại vì trời ơi, dạng mà cậu ấm mà cái gì cũng muốn được nhiều chứ, ăn chơi cái gì cũng muốn nhiều hơn người ta, cho nên là cưới vợ cũng đòi phải cưới bốn con bốn con vợ mới chịu chứ một con chịu. Thì bắt đầu ổng với bả mới gói này, gói tung đội hình này, bắt đầu ổng bả bây giờ tình kế. Ở bên đây bây giờ con muốn cưới bốn vợ phải không? Được, ba với má chiều con luôn, nhưng mà trước tiên là bây giờ con cưới một con trước đi, cưới một cái cô vợ này trước đi, một cô thôi, con về con thấy ngon lành ha, ngon lành cành đào ha, ba cưới tiếp cho con thêm ba con vợ nữa, thử một con vợ đi chứ vậy đang không cưới được bốn cô gì, bây giờ thử một cô trước đi nha. Nếu được là ba cưới thêm cho ba cô nữa là gan bốn cô vợ. Thằng này nó nghe vậy đó, ba nói ba giữ lời đó nha, giờ cưới trước cô đi rồi xong rồi nữa cưới thêm ba cô nữa là con bốn vợ con mới chịu à, chứ một vợ là con không có chịu đâu, bốn vợ. Cho ổng cái bà cười mình nói ừ rồi vậy thôi ha, vậy là con chấp nhận rồi, cưới vợ nghe, trước tiên cưới một cô trước nha, giờ ba đi lên xuống trên ba nhờ mai mối ngàn người ta chịu cái đám nào rồi ba lại ba coi ba cưới cho con nha. Cái nó đi vô nó cũng gì gật đầu đầu đi vô à, cưới trước một cô nha, đó bốn cô mới chịu à. Cái tới chừng đi vô cái ổng với bà bắt đầu lúc này bắt đầu là nó chịu rồi, bắt đầu là hai ông bà là bắt đầu là săn gói lên nha, để mà đi qua xóm trên, đi qua xóm kế bên, đủ thứ hết trơn, để mà mong là mình có được một cái cô con dâu nào đó nó về để mà nó quản lý thằng con mình, để cho nó đừng có đi chơi nữa, bây giờ nó đi chơi rất sợ nó đi lạc luôn, đi cái đi mất tích luôn à. Đó cho nên là cuối cùng là tới đầu trên xuống dưới không được, tới chừng mà gặp cái bà này, bà mới nói là tôi biết ở cái xóm xa xa bên kia một chút, nhưng mà cái nhỏ này nè nó cũng hơi khờ khờ một tí. Ông có chịu không, mà nhà nó nghèo lắm, bây giờ ông có tiền ông nạp tài qua cho cha mẹ nó nhiều đi để mà gia đình nó khá hơn, rồi nó cũng hơi khờ khờ đó, nó về nó làm vợ con ông cũng vừa ăn lắm.
nồi nào ấp dùng nấy vừa luôn đó, thấy không chịu được. Hai ông bà mới đầu nghĩ là trời sao tự nhiên đi cưới con vợ khờ khờ cho con mình, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì thấy là ủa con mình nó khờ gần chết luôn, mắc chứng gì chê con người ta khờ, con mình khờ hơn nó, thôi rồi được rồi kệ bà, nó đi cho luôn lời nào cho dung nấy luôn đó, tới chừng chịu. Hai bên chịu hết, đi qua coi mắt, coi mắt thì ông này ông mới nói là giống như là tôi cưới về thì tôi cũng nạp tài để cho bên đây để đó cho anh chị đồ có cuộc sống được tốt hơn, tại gia đình nghèo quá vách lá cột siêu luôn đó. Thì bắt đầu chịu hết, bên kia cũng chịu, bên đây người ta con khờ nhưng người ta cũng giàu cũng khá giả, còn con nít tôm nữa nè, chịu liền gả liền. Thì khi mà cái ngày mà đám cưới gả về, quý vị ơi, đi về cái ông mà vợ chồng bên đây nè, ông này ông lên kế hoạch, ông lên kế hoạch liền, ông mới nói bây giờ mình làm sao ta, suy nghĩ tới cái ngày đó, bắt đầu cái ngày mà gần tới đám cưới đó nha, ông suy nghĩ hoài làm thế nào, bây giờ nó đòi bốn vợ, bây giờ cưới trước con mà nếu không cưới thêm ba con nữa là tới số với nó quậy chịu đời sao nổi, bây giờ phải làm như thế nào ta. Ông suy nghĩ hoài cái còn hai ba ngày nữa tới đám cưới, cái bắt đầu bữa đó cũng lên ăn cơm, cái ông mới nói dừng con, ông còn khờ, ông mới nói con ba nói con nghe nè, bây giờ con lớn rồi, con chuẩn bị lấy vợ rồi đó, vài ba bữa nữa tới cưới vợ này nha, mà ba ba nói với con như thế này nha, cái con vợ này của con á nha, nó mạnh đạn lắm, nó mạnh sinh lý lắm, là mạnh cái chuyện đó đó, bây giờ ba nói cái chuyện đó, hỏi chuyện chuyện gì ba, nó có vụ sinh lý, là sinh lý hay sinh gì, cái chuyện đó đó, cái chuyện đàn ông với đàn bà tới chuyện con đi ngủ là con biết liền, chuyện đó đó, cái chuyện đó đó là đàn ông đàn bà biết liền. Thì ổng mới kể sâu vô vấn đề, nhưng mà Cúc không có kể ở đây, nhưng mà ổng kể sâu vô vấn đề cho nó nghe tí xíu, rồi bắt đầu nó ngồi nó lắng nghe ổng nha, trời chuẩn bị cưới vợ cũng lắng nghe lắm. Cái ông nói bây giờ cái con nhỏ này nè, tại vì hồi hồi lúc mà nhà nó nghèo quá đó, cho nên nó có đi lên là Sài Gòn nó bán quán đó, mà người ta nói nó đi Sài Gòn nó làm cái gì đó, cho nên người ta cũng đồn là nó mạnh đạn lắm, là nó giỏi về cái vấn đề mà yêu đương cái vụ đó đó con, nó chiều chồng á là nó giỏi lắm, cho nên mà nếu mà nó về ha, chỉ cần nó ngủ chung với con phải không, chỉ cần mà nó khiều khiều con, nó khiều khiều con là con phải là coi như là con phải là quất nó liền cái nha, bằng á bằng chuyện đó đó, yêu cầu mà nó lai lai nó khiều khiều con là con đè nó ra con quất nó liền nha, chứ nó mạnh dữ lắm, nó kêu con mằng mà con không mằng hả là nó đi cho thằng khác mằng là con mắc vợ, trời ơi con nhỏ nó mạnh dữ lắm, yêu cầu mà con thấy mà nó lai lai nó khiều khiều con là con quay con mằng nó liền nha, cỡ nào mệt cỡ nào cũng phải mằng nha, nó thôi nó nói con chiều nó không được, nó đi có thằng khác là có con mắc con vợ liền. Khờ này vậy là nó khều 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 là con mặn ha, cái ừ nhớ nha, nếu mà nó khều 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 là mặn liền nha, nghe dù có mệt cũng gắng mặn nha đó, ông tin vậy ha, là chồng này nó nhớ mệt cũng phải mặn phải không. Cái tới chừng cái ngày mà rước dâu được về đó, cái nhỏ này nó đi xuống bếp xong xuôi đám tiệc xuống, nó xuống bếp nó rửa chén rồi tiếp người ta, nó xuống nó rửa cái bắt đầu ông già chồng bắt đầu mang mang xuống gần, ông nói con dâu của ba cũng vậy ha, cái nhỏ nó dạ con chào ba, không con dâu ơi ngừng tay lại tí xíu, ba có chuyện này nói với con, ngừng tay rửa chén lại ba có chuyện này nói với con tí xíu con nghe cái đi. Cái nhỏ ngừng tay lại lại dạ dạ cái gì ba, có chuyện gì ba, cái ông nói nè con á lúc ba cưới con cho con của ba là có nói trước là con của ba nó có hơi khờ khờ, nó khờ khờ mà nó có một cái bệnh nhỏ nữa, bệnh nhỏ xíu à, nhưng mà con, ba nghĩ con chịu được, ba nghĩ con sẽ làm được. Cái nhỏ này nói dạ chuyện gì vậy ba, cái ông nói ba dặn con trước để thôi con không biết cái là chồng con nó chết luôn á, nó cứ nhỏ giật mình, ủa chuyện gì ba, cái ông nói nè thằng chồng con á nó khờ mà nó có cái bệnh là phong giật, phong đồng gánh giật nữa đó, mà cái chuyện này mình hiểu là nó không có giật, còn nếu mình không hiểu thì nó mới giật. Cái nhỏ nó điên sao ba, cái nó con á nghe tối ngủ á nha, tối ngủ nó có cái tật nó ngáy, thằng con của ba biết nè, nó ngáy khà khà biển mà nó ngáy là con phải lai lai nó nha, con lai lai cho nó thức nha, chứ thường thường mà nó ngáy một hồi là coi như là phong đồng gánh giật nó chết luôn, nó ngáy vài cái là nó chết đó. Cho nên con nghe tiếng nó ngáy là con phải lai 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 nó liền cho nó thức dậy nha, nó thức dậy là nó mới không sao, còn nếu nó ngủ ngủ nó ngáy là nó đi luôn, phong giật nó rồi nó đơ nó cứng nó đi luôn đó. Nó bị mấy lần rồi đó, ba phải chuyển nó đi bệnh viện đó. Nhỏ này nghe nhỏ này hết hồn, trời trời ổng bị gì, có nghĩa là khi mà ổng ngáy là mình phải lai lai cho ổng thức đó, hàng vô cái đặt đó ha. Xong tối đi ngủ, tối đi ngủ thì đêm động phòng mà hai đứa vô cũng ta nói ngang khờ khờ chứ cái vụ đó đâu có khờ à, khờ thì khờ mặt khờ mày khờ này khờ nọ chứ hai kia nó không có khờ nó là vậy đó, cho nên vô bằng bằng xong hết trơn rồi anh khờ này, tao nói ngang khoái chí vậy, nhưng mà làm còn cái mệt quá bắt đầu lăn ra ngủ đâu biết gì đâu, làm xong rồi khè ra ngủ, thì vừa ngủ anh ta ngáy khè khè khè, cái cô vợ nghe nhớ ba mình đó là
Ổng mà ngái một cái là mình phải la la cho ổng thức, để thôi là ổng ngủ, ổng phong đòn gánh gì ổng chết luôn đó. Cho nên cổ giơ giơ cái tay, anh ơi nghe ngái cái anh ơi lai 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 cái tay. Thì khờ nó bắt đầu nó giật mình, nó nghe cái nó thấy nhỏ lai lai cái nó nhớ lại ba, nó nói vợ mình nó mạnh đạn, nó mà lai lai cái tay mình mà nếu mà mình không thức á là nó nói mình yếu, là nó cho người khác mà nó đi có người khác là mình mắc vợ, nhớ ba dặn rồi, cho nên mỗi lần nó lai lai là mình phải mặn. Rồi khi cô vợ lai 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 kéo qua quất quất phát nữa, quất chân phát nữa, mệt quá quất xong chân mệt quá trời mệt, làm sao ngã ra ngủ. Thì khi ngủ cái ngáy nữa, mệt quá càng mệt càng ngáy ngáy lớn, tới khi ngáy lớn lên cái nhỏ này nghe ngáy hết hồn, lai lai nữa, anh ơi thức dậy, anh ơi thức dậy, mà miếng nó lai thức dậy tiền này thức dậy này mặn khoát, mà miếng này ngáy thì con nhỏ này kêu thức dậy, mà thức dậy thì mặn khoát. Ta nói ngày hai đứa làm tới sáng, ta nói không biết bao nhiêu phát mà nói là cho tới sáng. Tới sáng ra là nó đi hết nổi rồi, chịu đời sao nổi quá trời nhiều rồi, hết chịu đời nổi rồi. Sáng đi ra mặt mày xanh gợn hết trơn, trời ơi trời phơ bơ phờ mặt mày xanh gợn, hai đứa ta nói đi liêu xiêu chứ. Sắm cái đầu ổng biết rồi, ổng biết rồi, trúng kế ổng rồi, ổng biết. Cái sáng ông gái nói à, con trai sao đêm hôm vui không con, cái nhà nó nói à vui, cái ông nói à sướng không con, sướng. Cái ông nói trời ơi cưới vợ sướng vậy đó hả con, giờ sướng lắm. Cái ông nói vậy hả, vậy thôi để ba lại tranh thủ ba đi cưới cho con thêm ba con vợ nữa nha, giờ mới con à đó mà còn sướng gì đó, bây giờ ba cưới cho con thêm ba con vợ nữa là y gan như vậy nữa cho con nha, ba con vợ y gan vậy nữa là về cho con sướng hơn đúng không, đó bây giờ ba yên tâm đi đó, bây giờ một con ha, bây giờ ba cưới cho con ba con nữa nghe. Thôi ba ơi đừng đừng đừng, đừng cưới nữa ba ơi, đừng cưới nữa, một con là con muốn chết rồi, một con vợ là con muốn chết, ba cưới ba con nữa chắc con chết liền luôn á. Một con thôi con chịu hết nổi rồi. Đó là trúng trúng kế của ông bà đấy quý vị. Thì đây là một cái mỗi chuyện khài hết sức là vui, hết sức là thú vị. Cúc muốn gửi đến cho bà con cô bác mình nghe một cái mỗi chuyện vui với em nha. Để cùng nhau mà có những cái tiếng cười đầu năm mới, để cả năm mình được suôn sẻ và may mắn phát tài phát đạt. Vì những cái tiếng cười, một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ hay quý vị ha. Thì cả nhà có yêu thương nãy giờ có thấy Tám Cúc kể chuyện vui thì nhớ like thích lên cổ vũ cho Tám Cúc nha. Và có những cái bình luận vui với kênh của Tám Cúc rất là vui. Gia đình có chuyện vui nhớ gửi về cho Tám Cúc qua địa chỉ email Nguyễn Kim Cúc 191181@gmail.com, hoặc là gửi chuyện qua số phone thì 0979 789 800. Tám Cúc xin nhận chuyện vui và kể lại cho quý vị nghe. Em kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái clip tiếp theo của chương trình Tám Cúc kể chuyện cho quý vị nghe. Tám Cúc kể chuyện Tiểu Lâm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye ạ.